tung ngay, con đi tung ngay. Vì xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại tiếp tục là ba anh em mình đi thăm loài cá cây tiếng mọi người ơi. Phía sau mình thì là Bảo với anh Sĩ. Rồi chào mọi người cái. Chào mọi người nha. Hôm nay á thì mấy anh em mình thăm ở một cái con kênh này là con kênh cùng. Con kênh cùng này lục bình nhiều lắm nha mọi người. Con kênh này hai bít. Nhưng mà ở đây chỉ đặt được có hai cái thôi. Lý do là cái khúc này người ta đặt lời rất là nhiều. Đi gặp bây giờ gặp đồng môn là nhiều lắm mọi người ơi. Bởi vì hai cái này lỡ đặt rồi thì để luôn, chứ phát hiện sớm là mấy anh em mình không có đặt ở đây nha mọi người. Anh Sĩ thì lên trên kia để điểm lại mấy cái cờ cái lợ mình đã đặt á, coi nó chỗ nào. Anh Sĩ đặt mấy cái lợ rất là ngặt nha. Rồi bao có luôn rồi nha, có nhúc nhích. Em cũng chưa thấy cái lợ nữa, nó nhúc nhích vậy thôi chứ cũng chưa thấy nữa nha mọi người. Hôm nay nó lôi vô trong kia rồi. Đây lá chuối đầy lại phải không? Rồi nó lôi sâu quá. Em cầm gì vậy? Em biết sao mình thăm nữa nữa. Cái lá lôi hay là người lôi? Không. Không có một con luôn. Coi có lủng lỗ gì không? Chắc ấy nha, đi kiểm tra lại mọi người ạ. Tiếp ngoài lắm, trời ơi, xa gì vậy? Cá lôi á, hay là nước ra ngoài á. Cá nào lôi gì vậy? Đi đâu đặt ngoài gì vậy? À, người thăm. Dùng đi. Chỉ đâu đặt nước ngoài gì vậy? Đi. Xa quá anh cũng không có. Xa quá. Ngon. Thấy rồi chưa? Thấy rồi, một cái này im luôn. Cái này, thấy không động tĩnh. Hôm nay ta đặt hết cá luôn ta. Có con cá gì mà nó hành xác luôn rồi mọi người. Được mấy ngóc à. Thôi cái này là thu luôn đi. Hai cái đây thu hết nha mọi người. Không có là không để lại. Cái này không được, cái lóc bự nè mọi người. Trời ơi. Trời ơi mấy bà sâu đâu đây vậy ta. Sâu nhiều quá. Nè mọi người, đây con nè, đây con nè. Mấy bả đi ra cho chắc đi.
sao đụng tới mấy bà rớt dưới nước không à. Cái này cũng khá nha mọi người. Nhiều không nhiều nhưng mà cũng được. Cái cũng cỡ gần gần 100g cái sặc. Nãy giờ đi thăm gặp là bị cắt quá trời. Cắt trúng. Cái luồng mấy con chuột. Chuột coi gì nó lại nó tàn phá. Cua, bắt mấy con cua này, dẻo canh cua. Rồi, lựa mấy con nhỏ nhỏ cái bỏ trở lại nha mọi người. Cái con tưởng cắn chứ. Cái này sao cá nó lôi ra hay gì ta, cái hở mình nặng trong đó mà. Nên là anh sĩ anh thấy nước cạn anh dời ra. Ê ê, có gì tung đây, có gì tung đây. Tiếp tục là cá sặc. Có nhiều anh em nói vui á, chỉ đặt lời cá lóc mà dính cái sặc mà mừng. Nhưng mà thôi, kệ. Cá gì cũng là cá nha mọi người. Ôi. Cá to, sặc bự nha. Cái rô nhỏ này thì bắt đi thả đi à, bỏ lộn xuồng. Ơi sao nó văng ngoài luôn rồi, cái này ăn cũng không có bự. Rồi để mình gắn cây vô cái đặt tiếp mọi người ơi. Nay được khá khá cá sặc. Lúc chỉnh rồi. Ý trời ơi, trời ơi. Mình cho mình sâu rồi. Ui, ui, ui. Lóc, lóc. Cái gì? Mấy con cái gì nè trời. Cái giày thì nhỏ mọi người ơi. Chưa là bự hả? Là thêm ba con chưa là bự ha. Không cái giày đó vậy. Cái nào thấy bự. Bảy có con bự lắm à. Cái giày mới ít nào thấy cái giày bự. Cái gì? Tầm đó là được rồi. Gì tầm cái này vậy mọi người. Tung cũng tầy da tóc giải hết rồi. Con này nó đen ha. Đen. Được. Ai chưa một con cá đen. Vô đây gặp đồng môn nữa mọi người. Đặt sao rồi sẵn thấy mấy cái lờ của mình nè. Dấu này là người ta kéo ra ta thăm luôn nè. Cũng còn mai á. Ê trời trời trời, có cá bự. Ê, kì vậy. Ê, kéo ra thăm mà người ta không có lấy. Hoặc là thế nè. Cầm lên được hai con cá thịt trắng một mớ cá sặc. Cái này chắc rút ra đi anh chị, chứ rút ra hết cái xô đi rồi bắt cái máy được.
không dám giỡn. hai con này là đủ nhậu hả chú? Thử nè. Nhậu nó gì bao nhiêu? Biết nhiêu gì đâu hả? Ừ. Nhiều cũng hết ít. Cái tờ này hơi ấm đó. Hơi ấm. Đặt được. Cái gì chú? Cái tám con hả? Chú đặt mà gì? Mà trắng gì luôn hả chú? Ừ, chú đặt gì? Đặt lại. Mà đúng hả? Ừ. Thì là mà mấy cái thằng đây là chú đặt hả? Đặt hôm nay nó dở mới dở qua, mấy có dở qua rồi. Sao mũi con đặt không thấy? Cá này nó hơi ốm mà. Ốm lúc dài cá tê nó gì. Ừ. Đó. Thì bắt đầu được khá khá rồi nha. Giống mới chát đây ta. Ê, giống có dấu ruột cây của ta. Ê, dấu ruột cây. Không. Đâu phải. Ủa, ruột cây nè. Cây sao mà thấy. Đó, có nè, coi nè. Trời ơi. Trắng. Nước rồi. Chịu. Hồn vậy. Nó lóc. Nhỏ. Ê, con cá nước còn sống nha anh sĩ. Nè, cá nước nè. Trời ơi, chỉ mê lắm. Mê lắm. Wow, trời ơi. Vô lâu rồi. Vô lâu nó chạy trơn. Tung chuột cây trên. Cái đồ dưới đó là gì cắn? Tao thử đưa cái cắn không? Để cái tay của nó đi. Đi theo. Đồ dở quá. Wow. Kệ. Khu này bị chuột cắn rách đó mọi người. Rách nhiều. Rồi bị hâm hết mấy cái. Có cái thăm người ta để lại, còn cái thăm kia sao chắc không có cá quá. Cá. Rồi bây giờ để mình tắt máy, mình xử lý con rắn này. Mình rắn này chắc là thả này, rắn này nhỏ. Để tắt máy mở được cái này, thả mới có lấy lời rồi. Đâu ngoài bên cỏ bên này thăm gặp những cái vấn đề gì kỳ không ơi. Bị thăm rồi, bị rách. Giờ cắt chỗ này thì không biết cái lợi nó còn không đây. Đây còn. Sao mọi người, người cắt cỏ chân chính. Ê. Có cá bự nhúc nhích kìa nè. Cái tre cái lóc gì đó nhiều nha. Tre ui tre ui con lóc nữa. Ăn luôn ăn luôn. Ừ. Ừ. Trời ơi trời. Tưởng cái này có bị thâm mà nhà cái này trời ơi vô mọi người. Chị trắng nè. Đổ quá. Đó ra đi. Ba bốn trắng con cá lóc nữa. Nặng lắm ghê. Ừ. Ủa nhỉ? Còn cái này mấy ký trời. Có trị lai á gì à? Trị lai không? Cái này là mấy ký luôn á. Trắng nhiều. Còn gô. Nhìn trị trắng ghê vậy. Mấy cá trời nè. Đi mấy trời, đây là 5 ngàn nha. 1, 2, 6 con. 2, 3, 4, 5, 7 cá trời. 7 nha. Vậy sao đổ sao? Ở đây rồi, đi bác qua. Vô bà. Đây luôn hết đi. Thôi, bắt ra bắt đi. Hả? Vô đó hết sao được. Xong. Ở đây đi bắt. Không được, đổ đó được đâu nha anh chị. Đổ đó nhảy ra.
trời đấy. Quăng lại luôn. Để lại nha, từ từ nha, để cho nó nhảy sao được có dở cái lạp lại nè. Chưa bung. Dưới dưới đây nè. Dưới 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 ngạnh ai? Dưới ngạnh hay con? Quay quanh quanh ngược đầu lại. Chế ngược đầu lại đi sĩ. Ngược đầu nó dưới ngạnh. Rồi, hai con bắt cái này đi. Để bắt cái này vô cái. Trời trắng mà nó bự nè mọi người. Một con. Nó hai giờ vậy. Bỏ vô. À, hai con bự nè, đưa đi coi. Đó. Hai, ba con. Bỏ vô. Chết rồi. Bỏ ba con. Thấm máu. Trời ơi. Trời ơi. Dậy bắt nó đi anh chị. Ba con. Chứ để nó chui ra. Trời ơi, tợi gì vậy? Rồi, rồi. Đè nó xuống. Gì vậy ta? Cá bự. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Tin nhé. Nhiều người coi sẽ cười lắm. Bốn con. Đây đó rồi. Mẹ, cá nửa kilo. Ừ. Sảy cá nhỏ là được quá. Mấy cá tươi tắn. Nằm quá là sáng con ơi. Sao? Sáng cả trời sao? Thấy cái lóc mà luôn đi giữa. Đó, khóc nè mọi người. Vô. Rồi, đóng thùng. Đây là lại. Ờ, vậy là 7 cái trời. Thiết ghê chứ. Đây vừa dây vừa bán. Không hiểu nữa. Lôi ra ngoài rồi. Là còn nha, nằm ngoài. Sâu không chị? Thì dám có mình có gì nè. Tối quá. Tối quá, không thấy. Trời ơi, chặt mình đi không? Cầm đi bác. Con cái này đổ hết đi rồi về đè nó. Ê, ốc u gì anh chơi? U đen hay u vàng? Đó luôn rồi. Cái này mới đặt được mấy bữa rồi. Hai bữa. Hai đêm hai ba đêm gì đó mọi người. Luồn giống mấy này luồn là mới. Rồi, giờ là hai ba con. Cái sạc bây giờ cũng bắt đầu khá nhiều rồi nè. Bơm bơm không? Tim thu không thấy quẩn nó. Ê ê ê ê có nhiều cái tung trôi ú cá rô phi ý gì con còn cá lóc cũng được phi đó vậy con cá phi con cá lóc cá phi này có bắt con cá lóc trước cá rô phi này thì thả mọi người đây. Ok cái xô rồi. Trời ơi. Bỏ đó đi. Bỏ đi. Bỏ đi nó nhảy. Sẽ nhảy mọi người ơi. Lóng hay nhảy ra lắm. Bỏ đỡ đây đi rồi. Hồi nên lấy cái thùng lại. Cá này cũng bự nha, nhưng mà thôi mình thả lại cho mọi người. Mập á. Ăn lên anh chị. Thả lại đi. Thả lại đi. Cái gần gần lụm nó luôn rồi. Thôi rồi để tao dỡ thì đi. Thế anh chị dở cái này nha mọi người.
đổi tay rồi có mới không? Lên con cá lóc ký vô rồi. Còn cái tê trắng với mới cái sặc này. Còn đây bự rồi nè. Sặc bự ha. Khu này được cái sặc nó bự không? Được mấy con. Thiết kế chút gì nó dễ luôn à. Xuống xuống cho cái đầu xuống được sẽ ngon hơn. Rồi. Xuống. Được. Xuống rồi. Sao đâu. Thì bây giờ đã về tới nhà nha mọi người. Nhà thì đổ mấy cái thằng cái nước đi chưa? Mấy cái thằng nó rất yếu rồi. Đấy, chết rồi. Chết hả? Rồi thăm trễ á, trời cũng hơi tối nha, mọi người thông cảm. Đó. Biết ngay à, cái nào cũng có số mới nó ngủm à. Hôm nay bắt cái mới cua nữa. Mình thấy không? Này, cua này là cua kinh càng nè mọi người. Đó. Đặt lâu quá không dở thì phải gì. Cua nó vô cũng hơi nhiều. Mới ốc này là ốc bu rồi nha. Đó. Còn ốc này là bu vàng. Bu vàng nãy nha. Nói chung là có ốc bu, có bu vàng. Cá sặc thì quy luật mọi người ơi, đổ nhiều quá thì nó sẽ bị đi bớt thôi. Đường nào cũng phải dính. Cá trê này nãy rồi. Thấy không? Đây là con cua này. Núp nè. Núp nè. Sao giờ lửa mất cái đen ra. Ủa, cái đâu có ngồi đây con ông trời. Con này để qua bên đi. Bây giờ cái này là mấy cái rô của mình câu ngày nè. Này đổ cái rô nó qua bên kia đi anh chị. Chắc cái nước đi. Cái rô ngày hôm nay đó mọi người. Bọt không? Đã đi. Thôi, rỡ mấy cái đen này nè. Cái bự ra. Chị bữa nay là đề xuất là không cho anh Sĩ ăn cơm nha chị. Lý do để tối nay anh kể cho nghe. Nước nào đâu, có cái nước nào đâu. Nước. Cái này sỉ rồi. Một cá trê rất là khủng ghê. Rồi, đi rồi, không nghe hả. Hôm nay thì được 1, 2, 3 con cá lóc. Chia một con cá dày. Và đâu chắc cũng cả 7 con, 8 con cá trê thì phải. Mà nó được. Còn cái trên này là bự nha mọi người, chỉ trắng mà bự. Hai con này cũng bự nữa nè. Nói chung có bự có nhỏ nha. Con thả thì cũng bự nữa. Đây, quên. Cá sạc rằn. Thả cho mọi người. Sau đây có cá này ta. Cái này nói chung chỗ mình nó cũng rất là hiếm nha mọi người. Hổm hai con à. Chỗ này có lại thêm cái dày nữa. Ủa cái đây trong đây đâu ta? Có gì rồi? Còn đó đó.
Thôi đừng có quần quá nó thấy mấy cái thạch nó khởi ra rồi. Rồi bây giờ thì mấy anh em mình bắt đầu lựa cá rồi mọi người. Video mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ mấy anh em mình. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Rồi bye bye mọi người. Bye mọi người.